chuyên gia kinh tế Việt Nam hiện nay đang rất lo ngại khi Samsung hiện nay đang trên đà suy giảm sản lượng. Đây là tin tức đến từ Việt Nam. Tờ báo Tri thức VN ngày 13 tháng 2 năm 2019 loan tin Samsung là một nhân tố quan trọng thúc đẩy xuất cản của Việt Nam khi chiếm 25% tổng kim ngạch xuất cản, đồng thời cũng là nhân tố có thể gây ảnh hưởng cho cả nền kinh tế nếu như tập đoàn này xảy ra chuyện không hay. Vào năm 2016, việc chiếc điện thoại Galaxy Note 7 bốc cháy đã khiến cho kim ngạch xuất cảng của Việt Nam gặp điêu đứng trong một thời gian. Tổng kim ngạch nhập cảng trong tam cá nguyệt 4 năm 2018 của nhóm hàng điện thoại và linh kiện mà Samsung chiếm đến 99% kim ngạch nhập cảng của Việt Nam đã giảm 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Và sang đầu tháng 1 năm 2019 thì con số này lại giảm tiếp 12%. Ngoài ra, kim ngạch xuất cảng điện thoại và linh kiện đầu tháng 1 năm 2019 đã giảm tiếp 27.5%. Nhóm điện tử máy tính và linh kiện điện tử cũng đã giảm 5%. Kính thưa quý vị, sự việc này đã khiến cho nền kinh tế của Việt Nam bị nhập siêu với mức thâm hụt là 800 triệu Mỹ Kim vào đầu năm 2019. Chuyên gia kinh tế Bùi Trinh cho rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở khu vực công nghiệp chế tạo cao nhưng chủ yếu mức tăng này đều là của các công ty có vốn đầu tư ngoại quốc cho nên thực tế nền kinh tế của người dân việt nam không được gì mấy chỉ góp phần lớn vào làm đẹp cho con số của gdp và chưa kể đến việc một số chỉ tiêu thống kê của nhà cầm quyền cộng sản không giống ai các chuyên gia lo ngại rằng tốc độ kinh tế của việt nam phụ thuộc nhiều vào khối công ty có vốn đầu tư ngoại quốc sẽ khiến cho nền kinh tế mất tự chủ và nội lực ngày càng trở nên suy yếu hơn